Chào các bạn. Trong trường học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các kỹ thuật chỉnh sửa một bức ảnh chân dung trên phần mềm Photoshop. Và để bắt đầu thì mình xin giới thiệu qua một chút về bài tập project trong trường học này. Để có thể nắm bắt được các kỹ thuật về chỉnh sửa một bức ảnh chân dung trên Photoshop thì chúng ta sẽ thực hiện tuần tự các cái bước theo từng bài học mà mình hướng dẫn trong trường học. Đầu tiên các bạn mở file bài tập project 07 mà mình đã đính kèm trong thư mục bài tập. Bây giờ các bạn mở cái file Photoshop ra và ở đây mình sẽ hiển thị bức ảnh trở về tình trạng bức ảnh gốc. Bạn nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có một bức ảnh gốc gồm khá là nhiều các vấn đề. Bức ảnh này nó đang còn rất là thô sơ. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện các cái thao tác chỉnh sửa để làm sao làm mới cái bức ảnh lên và cũng như là làm cho nó trên lộng lẫy và đẹp đẽ hơn. Các bạn nhìn thấy ở trên cái bảng layer, chúng ta có thể tắt bật các con mắt trên bảng layer và thấy được cái kết quả cho từng cái công đoạn mà mình thực hiện trong project này. Thì trong cái bài học của chúng ta ở từng phần 1, mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về từng các cái quy trình một trên mỗi một cái phần nội dung chỉnh sửa cho một bức ảnh chân dung như vậy. Bạn có thể nhìn thấy đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý là làm sao cho cái da nó trở nên mượt hơn một chút, sau đó là những cái công đoạn rất là cầu kỳ là chúng ta phải tẩy và loại bỏ những vết bẩn, nếp nhăn hay là những cái mụn trứng cá ở trên khuôn mặt đó. Ở đây mình đang sử dụng một cái hình ảnh mẫu là gồm rất nhiều các cái tàn nhang để giúp chúng ta có thể luyện tập cái kỹ thuật là tẩy mụn hay là tẩy các cái vết bẩn trên khuôn mặt nó được thành thạo hơn sau đó là chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ thuật làm mịn uh, sâu hơn hay là làm mịn với các cái cấp độ lớn hơn và chúng ta sẽ sử dụng tái tạo lại các cái chất liệu trên bề mặt của da hay là bề mặt của cái hình ảnh đó để làm cho nó trông đến thật và tự nhiên nó tránh tình trạng là nó bị trở thành những cái bức ảnh mà nó bị giả hoặc là nó mất đi cái phần tinh thần hay là cái phần hồn của cái bức ảnh chân dung hay là cái nhân vật đó tiếp theo là chúng ta cũng sẽ thực hiện một số những cái thao tác khác như là các cái thao tác là chỉnh sửa màu cho tóc các thao tác chỉnh sửa lại cái phần ánh sáng để tạo khối cho phần khuôn mặt một phần quan trọng trong kỹ thuật chỉnh sửa ảnh chân dung đó là chúng ta sẽ phải làm sao kiểm soát được cái phần ánh sáng cũng như màu sắc trên con mắt Cuối cùng thì chúng ta sẽ ôn tập lại một chút về các kỹ thuật blend màu mà đã được học trong chương về Color Adjustment. Và một cái động tác cuối cùng khi chúng ta đã chỉnh sửa xong hết toàn bộ các vấn đề của một bức ảnh thì chúng ta sẽ tiến hành nắn cái cấu trúc của hình ảnh đó để làm sao cho cái bức ảnh nó trở nên gọn gàng, cân đối và có những cái đường nét trên cấu trúc khuôn mặt hay là các cấu trúc tỷ lệ khác nó trở nên mượt mà và uh, đẹp đẽ hơn. Hy vọng là với những cái bài tập hướng dẫn trong trường học này thì giúp các bạn có thể nắm bắt được các kỹ thuật chỉnh sửa một bức ảnh chân dung, đồng thời cũng giúp các bạn tăng thêm cái nhận thức liên quan đến việc là làm sao để có thể làm cho một bức ảnh nó đẹp hơn. Cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bài học tiếp theo.